Duy Mạnh thấy áy náy với MC Phan Anh sau live show cùng Tuấn Hưng. Trong live show của Tuấn Hưng và Duy Mạnh, MC Phan Anh đã bày tỏ sự ấm ức trên sân khấu, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Tối ngày 21 tháng 9 vừa qua, live show Anh Em Kết Đoạn với sự tham gia của Tuấn Hưng và Duy Mạnh diễn ra tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại sau cơn bão số 3. Ngoài Tuấn Hưng và Duy Mạnh, MC Phan Anh cũng là cái tên được nhắc đến nhiều sau show diễn. Khoảnh khắc nam MC giận dỗi Duy Mạnh khiến khán giả chú ý. Tôi giận và ấm ức vì anh Mạnh muốn tôi đến show này, nhưng làm gì anh không nói. Anh bảo từ từ sẽ có bất ngờ. Tôi chờ từ đầu đến giờ, hối lộ đạo diễn, lấy cả bít nhạc của anh Hưng đi câu giờ nhưng vẫn không thấy, rồi lại hụt hẫng. Đến màn đấu giá, tôi nghĩ phần này đến mình nhưng vẫn không thấy. Tôi giận anh Mạnh lắm, Phan Anh nói trong đêm nhạc tối ngày 21 tháng 9. Dù chỉ là câu nói đùa nhưng nhiều người cho rằng việc MC Phan Anh nói công khai như vậy có thể gây ảnh hưởng tới chương trình cũng như cá nhân đạo diễn chương trình, nhất là khi đây là một chương trình với mục đích thiện nguyện. Trước những chỉ trích về MC Phan Anh, rạng sáng ngày 23 tháng 9, ca sĩ Duy Mạnh đã lên tiếng. Nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân, MC Phan Anh. Anh rất áy náy và ngại với em trong show diễn vừa rồi. Vì nó không được như điều anh mong muốn. Thông cảm cho anh nhé. Đáp lại Duy Mạnh, MC Phan Anh trả lời, đúng là em cũng hơi tiếc một chút vì lẽ ra có thể cùng hai anh làm nên một phần đấu giá trọn vẹn với nhiều chia sẻ hơn. Nhưng em vẫn vui và thấy ấm áp vì tình cảm của anh em, của khán giả với show, với đồng bào. Đó mới là điều quan trọng nhất mà anh em mình hướng tới nên anh đừng bận tâm nữa nhé. Cho em qua đây gửi lời cảm ơn đến tất cả những chia sẻ của anh chị em trong bài đăng này. Chúc bình an đến tất cả ạ. Đồng thời, ca sĩ Duy Mạnh cũng chia sẻ những tin nhắn bàn về kịch bản chương trình với MC Phan Anh. Trong đoạn tin nhắn với MC Phan Anh, ca sĩ Duy Mạnh cho biết bên ban tổ chức họ muốn tạo bất ngờ, nên anh không đăng Facebook thông báo. Nên tối hôm đó, em đi cùng anh lên show diễn. Rồi anh hát một, hai bài. Anh giới thiệu em ra giao lưu cùng anh và Hưng cho khán giả bất ngờ. Trước lời đề nghị về kịch bản trên, MC Phan Anh đã vui lòng đồng ý, dẫn đến nhiều chi tiết được cho là hạt sạn của chương trình. Sau show diễn, ca sĩ Duy Mạnh ngay lập tức nhắn tin gửi lời xin lỗi tới MC Phan Anh. Anh cảm ơn em. Anh sorry, xin lỗi em vì sự việc hôm qua không như anh mong muốn. Có dịp anh em mình ngồi với nhau em nhé. Ngoài ra, việc MC Tố Quyên dẫn show nhận nhiều phản ứng tranh cãi vì ngắt lời Phan Anh. Sau chương trình, Tố Quyên cũng lên tiếng xin lỗi và lý giải cô làm theo yêu cầu của đạo diễn và ban tổ chức để đảm bảo thời lượng chương trình, chuyển tiếp tới nhiều nội dung khác. Do tình huống bất ngờ, cách tôi dẫn dắt chưa được tinh tế và gây hiểu lầm. Tôi chân thành cáo lỗi cùng chương trình và quý khán giả, MC Tố Quyên cho biết.